Chào các bạn nha. Hôm qua mình có đi bắt cá, mình bắt được hai con rùa các bạn. Hai con rùa. Đó. Hai con rùa nhỏ, con rùa lớn nha các bạn. Con rùa lớn không? Ở video trước mình có quay cho các bạn coi á. Mình định nuôi. Nhưng mà có bạn coi video của mình đó rồi kêu mình thả nó đi. Bây giờ mình quyết định là mình thả hai con rùa này đi về tự nhiên thiên nhiên nha các bạn. Để mình kiếm chỗ mình thả nha. Mình đi ra đây thì nước sông đó, nó rút cạn mà sình đen không à. Dơ lắm, mình không có thả ở đây nha các bạn. Mình kiếm chỗ nào nước nhiều nhiều trong trong mà mình thả nha các bạn. Để mình đi kiếm chỗ nào lý tưởng mình thả hai con rùa này nha. Đây. Rồi để mình đi kiếm chỗ mình thả nha. Rồi mình kiếm được chỗ thả mấy con rùa nha các bạn. Đây rồi, chỗ mà mình câu cá nha, nước rất là trong. Nước rất là nhiều nha. Chỗ này rất là đẹp. Có mấy con ngỗng đó nè. Đó, mình quyết định mình thả nó ở đây nha các bạn. Đây rất rộng rãi rồi, cho nó sống ở đây nha. Nên lại chỗ cái bực kia mình thả đây nha. Đi. Bữa chỗ này bữa mình câu cá đây nè. Đó, bây giờ mình đi tới đây mình thả nha các bạn. Đây, giờ mình thả trước rùa nhỏ trước nha, cho nó bò xuống nha. Rồi, mình bắt con rùa nhỏ mình thả trước nha. Đây, con rùa nhỏ nha các bạn. Thả nó trước nha, nó lú cái đầu kìa, rất là dễ thương luôn. Đó, giờ mình để đây nha. Đó, cho nó bò về. Rồi đi về nhà đi nha. Nó chưa vô lưới, vô lú nữa nha. Nó đang bò xuống gần tới sông rồi nha các bạn. Đó, nó bơi. Rồi. Nó đi rồi nha các bạn. Nó về thiên nhiên rồi nha. Rồi giờ mình lên mình bắt tiếp con rùa lớn mình thả ra nha các bạn. Đây con rùa lớn. Mà hôm qua mình bắt được con rùa này mình không biết là con rùa gì nữa. Nó ngộ không, ở dưới nó có hai cái nắp đậy lại nữa các bạn, thấy không? Nó không có lú kìa, không có lú bốn cái chân kìa, giống như mấy cái con rùa kia mà nó có hai cái nắp đậy lại nữa. Rất là ngộ luôn, mình biết con rùa này rùa gì nữa. Bạn nào biết comment cho mình biết con rùa này rùa gì nha các bạn. Mình cũng chả biết con rùa này con rùa gì nữa, nhìn nó ngộ lắm, không? Nó lúc nó bò ra hai cái nắp này nó mở ra nó mới bò ra nè. Nhìn rất là ngộ, rất đẹp. Rồi giờ mình đi thả nó xuống nha, cho nó về thiên nhiên nha. Con này nó nhát lắm, nó như con rùa nhỏ. Con nhỏ nó hay lú ra nó bò lắm, mà con này nó lâu lắm nó mới bò ra. Mình bỏ đây nha, còn nó bò ra nha. Cho nó bò xuống mình coi nha. Rồi mình bỏ nó xuống rồi nha. Nó đang lú cái đầu nó ra nè. Đó, cái đầu nó ngộ, cái đầu nó nhọn quắc các bạn. Với mình tâm giác lắm.
mà nó con này nó nhát lắm. Để nó bò xuống về với sông, về với thiên nhiên. Đi đi. Con này nó rất là nhát. Cho nó lú lú rồi không, nó không đi ra đâu. Qua mình bắt về mình nuôi mà cũng chả biết là nó ăn cái gì nên mình không dám nuôi. Nên các bạn kêu mình thả, mình đem mình thả luôn nha các bạn. Rùa nhỏ hồi nãy bỏ xuống là nó chạy xuống liền, thấy xong mà chạy xuống liền. Con này lâu quá, đó đó nó đi các bạn. Đó 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 nó đi á. Đó. Nó thấy xong là nó về. Đó, nó chạy lẹ ghê không? Rất là lẹ. Đó, đi về nha, đừng có vô lưới vô lú nữa nha. Rồi. Hai con rùa nó đã về với thiên nhiên nha các bạn. Rất là đẹp. Cái cảm giác mà mình thả con vật gì nó về thiên nhiên các bạn, nó vui lắm, nó trong người nó nhẹ nhõm lắm các bạn. Các bạn thử đem một con vật gì đó các bạn thả về thiên nhiên thử coi. Rất là vui nha. Rồi mình thả xong hai con rùa nó về thiên nhiên rồi nha các bạn. Mình tính là mấy mốt mà kênh mình có đạt được khoảng 100.000 người đăng ký, mình mua khoảng 1.000 con cá thì mình thả xuống sông quay clip cho các bạn coi nha. Chứ giờ mà mình chưa có kinh phí để mua cá. Rồi các bạn, mình xin kết thúc video tại đây nha. Các bạn coi thấy hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những video tiếp theo nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha.